Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với channel Thiên Vũ Audio ha. Thì mình là Khánh. Hôm nay tiện mình nhận được một bộ mic gửi bảo hành của khách. Đây là một mic đến từ thương hiệu Decom Pro của Hàn Quốc ha. Dòng này thì nếu mọi người có theo dõi Thiên Vũ trên kênh YouTube mà khoảng cách đây tầm 3-4 năm thì bên mình bán khá là nhiều dòng này. Một dòng sản phẩm micro chất lượng rất là tốt, chất lượng yếu cũng rất tốt luôn. Có cái sóng của nó hơi yếu một tí, nên là đợt này bên mình không có còn kinh doanh nó nữa. Thì tuy nhiên cái dòng này không phải là nhân vật chính ngày hôm nay. Nhân vật chính ngày hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người một dòng micro đến từ thương hiệu Việt Nam, được sản xuất tại Việt Nam luôn. Đó, thì được bảo hành lên đến 2 năm với chất lượng build và cái hình thức bên ngoài ấy, nó cũng xem như thế này. Thì nó là sản phẩm gì thì mình cùng với mọi người cùng nhau tìm hiểu nha. Bắt đầu thôi. Sản phẩm lần này mình muốn review cho mọi người chính là Paramax SM2500 Smart. Ok, một dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Paramax, một thương hiệu khá là nổi tiếng ở thị trường Việt Nam rồi. Mình không có chia sẻ gì thêm về thương hiệu nữa, mình chỉ có chia sẻ sản phẩm thôi. Dòng này hình như họ cũng ra khá lâu rồi, bây giờ mình mới nghiên cứu một xíu, mình làm để mình chia sẻ cho mọi người ấy mà. Đây, mình khui hộp ra luôn cho mọi người coi này. Hướng dẫn sử dụng nha. Khi mọi người mua một cái sản phẩm đến từ thương hiệu Việt Nam thì rất là hên là mọi người có một cái set hướng dẫn bằng tiếng Việt, thì mọi người sẽ dễ mà xem rồi đọc rồi tìm hiểu, nó dễ hơn đỡ mất công xem tiếng Anh ha. Đặc biệt có mấy mic kia còn tiếng Trung Quốc nữa còn khó hiểu nữa, nhưng mà đây mình có tiếng Việt. Ok, quá tuyệt vời rồi. Đây này, đầu thu ha, này đầu thu rồi, bỏ qua đi đầu thu, bỏ qua đây đi. Mình dục ở đây cho mọi người dễ coi. Cách đóng thùng của sản phẩm này cũng khá là hay. Mình nghĩ là do nó có cái này. Mình nghĩ là do nó có cái ông này. Cái đây là một cái cục đế sạc. Một cái cục đế sạc dành cho micro. Chứng tỏ là dòng micro này cũng xài pin sạc luôn. Ok, mình để qua đây xíu mình review chi tiết cho mọi người ha. Giờ mình đóng hộp đã. Đây dây nguồn của nó này. Hai cục nguồn, một nguồn dành cho micro và một nguồn cho cục sạc ha. Để mình bỏ ra luôn đi cho mọi người dễ coi. 12V 1A. Ông này là 12V 1A luôn. Thì là hai cục này giống nhau. Rồi. Không có quá phức tạp như bên kia. Cái bên Decom á là mỗi cục nguồn nguồn dành cho receiver nó sẽ khác, nguồn dành cho cái cục dock này nó khác. Bên này là dễ á. Đây tay mic ở đây. Mọi người thấy không? Đây quay kỹ cho mọi người coi. Đây là cái mic Decom rồi. Để mình lấy cái mic Decom cho mọi người coi. Đây, mình có ở đây. Mọi người nhìn đây. Mình không muốn so sánh đâu, nhưng mà tại vì này nó thú vị quá nên là mình muốn cho mọi người xem về cái nước sơn bạc trên cái đầu tay mic nè. Có một cái ông này, ông Paramax này ông không có tinh tế lắm mà ông làm bên Decom nó làm cái vừa là chống sốc vừa là chống lăn luôn nha mọi người. Mọi người thấy không? Còn đây thì nó là làm nhẵn thôi, làm nhẵn này thì nó vẫn lăn được. Thì đương nhiên là bên hãng nó sẽ cho cái cục chống lăn này cho mình thì nó vẫn không lăn được. Rồi, thứ hai là về nước sơn này, mọi người thấy nước sơn không? Nó cũng là kiểu một cái sơn bóng mà kiểu có kim tuyến á, xong rồi nó phủ lên mình một cái lớp gọi là lớp lạt hả? Nó như là lớp một cái lớp bóng keo á, bóng keo á. Nhìn nó rất là đã. Rồi nó cũng có một cái ốc đây luôn. Mọi người thấy tương tự không? Giống không? Ây xì luôn á. Dưới đít nè, cũng có cái đồ sạc nè, thấy không? Vì là pin sạc nó sẽ dưới đít nó có đồ sạc. Có một cái pin ông này thì khác một xíu. Đó là xài pin sạc như thế này. Thì pin mic này người ta cho sẵn, mình sẵn pin sạc luôn nha. Tuy nhiên pin sạc cũng xài một thời gian là cũng chai pin nha, chứ không phải là xài hoài nha. Mình xài thời gian mình cũng phải thay nha. Ok, hơi lướt qua đi. Thế mình thấy mắc cười quá, mình chia sẻ cho mọi người. Rồi. Đây. Mình lấy hai cây luôn đi ha. Để cho mọi người coi luôn. Ok. Đó, tổng hợp của nó đây, một bộ của nó đây. Sẽ gồm những này, dây này thì thôi khỏi đi. Bỏ qua đi. Rồi đó, vậy là một hộp của nó sẽ gồm hai tay mic nè. Phiên bản này chắc là chỉ có phiên bản màu xám thôi. Đó, hai tay mic màu xám. Mic này bằng nhôm nha. Nãy mình mở ra mình thấy. Nè mọi người. Này bằng nhôm nha, không phải là bằng nhựa. Decom thì nó sẽ là bằng nhựa, còn ông này là bằng nhôm này. Mọi người gõ con. Đó,
Nhưng mà chắc là chống sức cũng khá tốt đấy chứ. Nhìn đi. Ok á, không có nỗi về mọi người rơi vỡ thì chắc không có nỗi đâu. Tần số sử dụng thì từ 630 đến 609 cũng là tần số được nhà nước cho phép thôi. Ủa, không có vấn đề gì. Luxury này kia. Có tem niêm của Paramax luôn nè. Đó, à, một dòng khá là hay. Một dòng sản phẩm khá là hay. À, đây. À, tiếp tục đến cái phần này. Phần này chắc mình cắm điện lên đi cho mọi người dễ thấy. À, mọi người chờ mình xíu mình cắm điện lên cho mọi người. Ok, sau khi mình cắm dây nguồn cho nó nè. Thì ở đây nó có cái công tắc nè, on off nè, thì mình mở nó lên. Thì sau khi mở nó lên thì phía trước nó sẽ nó có hiển thị cái đèn power on nè. Đó thì nó sẽ để là đầy là sẽ là lúc mà sạc sẽ là màu đỏ nè. Đây mình cắm vô luôn thì chơi chắc đó hay không? À, cái này nó khá là hay luôn. Tức là khi nào mà sạc á thì nó sẽ hiển thị màu đỏ. Mà khi nào đầy pin rồi thì nó sẽ hiển thị màu xanh. Vậy là cho mọi người đã biết là có nghĩa là xanh mọi người rút ra thôi, mọi người không có phải đỡ mất công mọi người xài gọi là sạc mà sạc nhiều quá nó chai pin á. Thì dĩ nhiên với những dòng mà sản phẩm mà xài pin sạc như thế này nãy mình có nói á, thứ nhất là pin này là pin sạc, tuy nhiên nó sau thời gian xài nó vẫn bị chai bình thường nha. Thì mình nghĩ một cục pin này nó sẽ xài là nếu mà mọi người hắt nhiều á thì nó tầm 6 tháng đến 9 tháng, còn nếu mọi người hắt ít thì tầm có thể tầm được 5-2 năm. Nhưng mà nó vẫn hư à, nó xài thời gian nữa sạc chay lì ra xong rồi thì xài hát được 1-2 bài hết là thì mọi người phải thay cái cục sạc khác, cái cục pin sạc khác. Nhưng mà ví dụ như mọi người không thích xài pin sạc nữa, mọi người vẫn có thể xài pin tiểu bình thường. À, cái này là cái hay hơn cái ông Decom. Cái ông Decom bắt buộc mình phải xài pin sạc của ông và mỗi lần thay pin như được mấy trăm ngàn á. Thì mình không có rõ, mình không nhớ lắm, như 200-300 gì đó. Thì đó, thì bên Paramax thì khác, họ sẽ cho mình những cái cục pin tiểu này nhưng mà dạng pin sạc. Mọi người đừng dục đi nha, nếu mọi người có mua này về mọi người đừng dục đi nha, bởi vì nó là pin sạc rất là mắc tiền. 4 cục pin đâu 250 á, mình bán 250 á, nói chung là giá cũng khá cao á, không rẻ đâu. Nên là khi mọi người xài mọi người để ý xíu, nhiều khi ai đó dục cái này đi uổng lắm á. Đó, thì với một cái nhỏ kim loại có sạc đích này. Thật ra bên mình rất là thích những cái dòng mà pin mà cái micro mà có dock sạc kiểu như thế này. Thứ nhất á, cái này vừa là dock sạc nè, vừa là cái chỗ cắm mic cho mình. Đó. Mà cái này được hơn nữa đừng cái chẳng hạn như mọi người không thích sạc mọi người cắm thì tắt đi. Chứ không phải lúc nào mọi người cũng sạc nha, sạc hoài mọi người nó sẽ bị chai pin á. Còn đây là mình cần thì mình sạc thôi, không cần mình tắt đi. Khi mình tắt đi thì nó thành một cái coi như là một cái chỗ để mình cắm mic rồi. Còn nói về cái cục receiver, cái cục nhận sóng của nó á, thì đây mình coi phía sau trước đi ha. Phía sau chưa thì nó sẽ bao gồm hai cái anten thì cũng đơn giản thôi. Một cái đường 6 ly dành cho cả channel A và channel B. Và nếu mọi người nào thích channel A riêng thì channel B riêng á, thì vẫn có cổng canon luôn. Đó thì mọi người tùy mọi người cách mọi người cắm thôi, tùy cách mọi người xài thôi. Thì cái này thì mình sẽ không có gì đặc biệt, nó cũng như cái dòng khác thôi. Rồi, đằng sau trước này chứ. À, trước này có một mặt màu xanh nha. À, như bên Paramax này thích cái kiểu mặt bóng này nè. Mình thấy sản phẩm nào của họ cũng làm cái mặt bóng kiểu này. Cái này họ bảo rằng cái mặt bóng này là họ bóng kiểu bóng piano á. Nói chung nhìn cũng khá là sang. À, ok, cái dòng D30 cũng mình cũng thấy có. Rồi cái dòng DS2500 mình cũng thấy có. Rồi nó sẽ có ở đây là vút volume nè, tăng giảm volume cho tay mic nè, up down này dò tần số nè, này nó sẽ là IR dò tần số nè. Khi mọi người bị mất sóng thì mọi người sẽ set up lại bằng cái này. Cái này chắc là nếu mà ai có cần thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cái dò sóng này. Tuy nhiên có một cái là cái này thì mình đã nói là cái này có sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt rồi nên mình nghĩ mấy cái này cũng dễ, nên là mọi người có thể đọc sách hướng dẫn mọi người sử dụng cũng được. Đó, rồi ở đây vẫn đến một channel tương tự thôi, không có gì đặc biệt cả. Paramax họ sẽ sản xuất những cái dòng micro, những dòng vang chuyên nghiệp, tuy nhiên là với lại là hơi hướng gia đình, tức là sao họ sẽ không làm hai tai để bắt đầu tủ rắc. Lý do thì mình không hiểu tại sao nhưng mà họ làm như vậy, tức là họ không làm cái tai bắt đầu tủ rắc. Cái dòng này với dòng DS2500 rồi dòng D30, tất cả các dòng micro với vang số mọi người mình thấy họ không làm tai. Còn về chất âm thì chắc là mình sẽ tí xíu mình sẽ setup thử cho mọi người dòng mình ghép này với một cái dàn âm thanh của mình đang có, thì mọi người sẽ test thử xem là nó chất lượng của tiếng micro nó sẽ như thế nào nha. Mình sẽ test với một cái dòng đơn giản thôi, nhưng mình sẽ test với những dòng như Bose X1 Pro hoặc là
L1R8 để cho mọi người dễ cảm nhận cái chất âm mộc mạc của nó nhất. Chứ mình sẽ không can thiệp qua vang số, bởi vì khi can thiệp qua vang số rồi thì mọi người sẽ không thể nào đánh giá được cái chất lượng micro như thế nào. Mình sẽ cắm trực tiếp vô loa luôn, mở reverb trên loa hoặc là tắt reverb đi để mọi người thấy được cái chất lượng của tiếng mic này như thế nào. Ok. Mơ phố thì quên rồi, xe cổ đón đưa. Em đã quên rồi quê mình có cây cầu dừa. Cầu dừa anh trải trước em sau, những ngày ta quấn quýt bên nhau. Cây mê trước nhà, cây khe sau ngõ làm sao cùng cười. Ok, vừa rồi thì mình vừa mới bóc hộp và chia sẻ cho mọi người một dòng micro đến từ thương hiệu Paramax. Để biết giá thì mọi người có thể call đến cho Thiên Vũ và bên Thiên Vũ sẽ báo cho mọi người một cái giá tốt nhất tại thời điểm hiện tại ha. Thì nếu mọi người thấy clip này hay thì mọi người hãy cho mình một like, một share, một subscribe để mình có nhiều động lực hơn làm clip tiếp theo. Mình là Khánh, hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.